Anh đánh giá 6D hiện tại còn dùng tốt không anh? Về chất ảnh ấy à, em chụp chủ yếu là chân dung, em đang dùng 750D cộng kit 18-55mm, nếu giờ muốn đổi lên 6D thì sẽ cần thêm khoảng bao nhiêu tiền anh nhỉ? Con Canon 6D là một con máy rất thú vị, mình phải công nhận rất thú vị. Không phải là vì mình đại diện bên kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội mình gọi là muốn bán hàng mà mình khen đấy đâu, mà nó thú vị thật. Nhiều anh em trước đây nói chung là có xem nhiều cái video mà trên kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội mình có khen con 6D ấy, mình có hay lên bài con 6D thì thường hay nghĩ rằng là mình lăng xê con đấy nhiều, hoặc là mình kiểu muốn bán hàng, mình muốn đẩy hàng, thực ra không phải đâu. Cá nhân mình thứ nhất đấy là mình không phải là mình bảo con 6D là một con máy hoàn hảo. Mình có cái quan điểm mình rất là rõ ràng của con 6D. Thứ nhất là cái gì tốt thì mình khen, còn cái gì chê thì mình có đề cập. Có rất nhiều những video ở trên kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội mình có nói rằng là con 6D mình không hài lòng về cái hiệu năng lấy nét của nó. Con 6D mình nói thẳng là con máy cái lấy nét của nó chậm. Nó không phải là con máy sinh ra để cho anh em sử dụng để chụp các thể loại kiểu như là nhiếp ảnh gọi làm thể thao hay là nhiếp ảnh hành động các thứ. Thế nhưng mà cái quan điểm mình rất rõ ràng nhá, là nói gọi là một cách gọi là về toàn diện, về tổng thể ấy, thì con 6D khi mà so sánh với những cái đối thủ cùng phân khúc giá như kiểu như là bên Nikon của con D610 này, hay là bên Sony của con Sony A7 Mark II ấy, thì mình vẫn thấy rằng là con 6D nó có nhiều những cái thế mạnh hơn, nó nhiều những cái lợi thế hơn. Ví dụ như là nói về cái chất lượng hình ảnh ấy, thì con 6D nó mang cái tầm full frame, và cái màu ảnh con 6D thì mình nhận xét là thứ nhất là nó sẽ cho cái màu ảnh liền nó có phần nó tốt hơn so với những con máy đến từ Nikon hay là Sony. Màu ảnh con 6D là như anh em nào mà sắm, như anh em như kiểu như là mới chơi hoặc là mình mới nâng cấp từ máy crop sang máy full frame ấy, và mình chọn con 6D thì sẽ thấy là cái màu ảnh con 6D nó thiên về cái tông ám hồng nó rất là đẹp để anh em chụp chân dung. Cái thứ hai, con 6D nó có một cái hiệu năng chụp thiếu sáng nó rất là tuyệt vời. Nếu như anh em trước đây có thể xem ở trên kênh Máy Ảnh Cũ Hà Nội có thể thấy nhiều video mình có đề cập đến cái hiệu năng chụp thiếu sáng của con 6D khi mà ở mức ISO cao nó rất tuyệt vời. Thậm chí là có một số bài trải nghiệm mình đã từng có những cái bức ảnh mình chụp ở trên những cái điều kiện thiếu sáng nó rất là nặng này, ví dụ mình chụp trên cầu Long Biên lúc 12 giờ đêm này, để ở cái mức ISO rất là cao khoảng tầm 8.000 này, khoảng tầm 16.000, mức ISO rất là cao mà những cái dòng máy khác ấy, nhiều khi là rất tránh cái mức ISO này, chụp ảnh bị gần như không thể sử dụng được. Nhưng riêng con 6D mình thấy rất là ấn tượng, bởi vì là một con máy mà nó có cái mức giá nó rất phải chăng như thế, mức giá bây giờ loanh quanh khoảng tầm trên 12-13 triệu thôi, mà nó có một cái mức khả năng xử lý ISO rất là tuyệt vời, để ở mức ISO 8.000 rất là cao như vậy mà bức ảnh nó cũng gần như không bị hiệu sạn, một cái điều rất là tuyệt vời của con máy nó ở cái phân khúc tầm trung như vậy. Thậm chí là trước đây có rất nhiều những kênh gọi là so sánh cái đánh giá gọi là uy tín thế giới ấy, họ cũng từng đem con 6D lên bàn cân với một cái người anh của nó là con 5D Mark 3, nhưng mà lại có một cái kết quả rất là bất ngờ, đó là thậm chí con 5D Mark 3 mang tiền là phân khúc cao hơn nhưng mà cái hiệu năng chụp thiếu sáng thì lại có phần là kém hơn so với con 6D, một điều rất đặc biệt luôn. Thì đấy là cái điều mà mình nhận xét về cái chất lượng hình ảnh của con 6D. Thì nếu như mà anh em có thể đợt này giống như bạn đang đặt cỏ này ấy, mà có thể mình đang dùng các dòng máy crop như con 750D ấy, mà mình đang có ý định mình muốn nâng cấp lên con 6D, mình không biết là mình có thể đang phân vân không biết là cái chất lượng hình ảnh nó có gì, nó đặc biệt không, có nhiều cái cải thiện so với con máy mình đang dùng không. Thì thật ra là trong Instagram mình thì hiện tại là mình đang có theo dõi một bạn tên là Linh, một bạn nữ chụp ảnh rất là đẹp, cái Insta máy cây Linh thì phải. Thì bạn này bạn ấy đang dùng con 6D kèm với con ống là 51.4 USM. Như bạn ý, thứ nhất bạn ấy chụp beauty, bạn ấy chụp dịch vụ ảnh rất là đẹp này, bạn ấy chụp mẫu nữ nhìn cực kỳ đẹp luôn, nhìn ảnh rất là phê. Thứ hai, bạn ấy hay đi chụp đường phố Hà Nội mà ảnh bạn ấy lên có cái màu nó rất là riêng, rất là nhiều những cái trang kiểu như trang mạng, trang báo về Hà Nội phố thế là hay xin ảnh, hay mượn ảnh bạn ấy. Thì nếu như anh em nào mà kiểu có tò mò không biết là cái chất ảnh của con 6D như nào thì mình sẽ bảo bạn editor là dẫn link cái Instagram của bạn Linh này ở đây để cho anh em có thể vào tham khảo. Thì đấy, tức là nói chung là về cái chất lượng ảnh thì mình đánh giá là con 6D rất là tuyệt vời, một cái lựa chọn nâng cấp rất là đáng để anh em có thể đang dùng các dòng máy crop nâng cấp lên. Thì nếu như anh em mà nâng cấp lên con 6D thì có cái lưu ý gì có thể là mình trước khi mình quyết định mình cần được biết. Thì đầu tiên thì có một cái điều mà anh em cần phải quan tâm nhỉ, đặc biệt là nếu những anh em nào mà đang dùng những con crop như con 750D mà nâng cấp lên. Đầu tiên thì nếu như anh em nâng cấp lên con 6D ấy, nó là con máy full frame, thì nếu anh em đang có những cái ống kính dòng crop như những con như ở 18-55, 18-135 các thứ ấy, thì khi mà chuyển lên trên con 6D sẽ không dùng được, anh em bắt buộc là phải thay đổi hệ ống kính của mình. Thì nếu như anh em mà thay đổi hệ ống kính thì nên lưu ý nhá, là mình chọn những con ống kính nào mà có cái tên trong tên nó lại có cái chữ là chữ EF ở trước tên của nó, thay vì là chọn con ống kính có cái chữ là EFS. Đấy, nhớ nhất là ống kính là phải có chữ EF chứ không phải là EFS. Thì đấy là con ống kính mà sẽ dùng được trên máy full frame như con 6D. Thì nếu như ví dụ như bạn đang muốn đổi từ con 750D kèm ống kit mà lên con 6D ấy, thì mức chi phí thì nói chung là cũng tùy là cái con máy của bạn hiện tại đang sử dụng và nó đang có cái tình trạng như nào. Nhưng mà bạn cứ nói chung là mình cứ cho bạn một cái khoảng kinh phí để bạn có thể mình chuẩn bị nhá. Là để mà mình nâng cấp từ con 750D lên con 6D mà kèm với cả con ống của bạn ấy, thì nó sẽ bạn cứ chuẩn bị loanh quanh khoảng tầm khoảng từ 5 đến 6 triệu nữa để mình nâng cấp lên một con 6D kèm với cả ống kính chất lượng nó tốt để mình có thể mình dùng được luôn. Một điều thứ hai anh cũng cần phải lưu ý ấy, là nếu như mình nâng cấp lên con 6D rồi thì cái giao diện con 6D nó sẽ có phần là nó khó sử dụng hơn so với con 750D của mình. Bởi vì là con 6D nó giàu chuyên nghiệp hơn, cái giao diện nó thì nó sẽ thiên về là nó cắt bớt những cái phần gọi là hỗ trợ cho người sử dụng. Nó sẽ không có màn hình xoay lật này, cũng không có cảm ứng này. Về gọi cái thao tác dùng live view của nó thì mình cũng đánh giá phần là nó kém hơn so với con 750D và cũng khá nhiều các dòng máy crop khác. Thế nên nếu như anh em nào có thể là mình đang tính đến việc mình chuyển lên trên con 6D ấy, thì mình nên lưu ý, mình nên tập cái cách mà mình sử dụng máy mình chụp ảnh qua ống ngắm. Thì dùng ống ngắm con 6D nó sẽ cho anh em cái trải nghiệm nó tốt hơn là dùng cái màn live view. Cái màn live view của con 6D thì mình cũng nhận xét là cái chất lượng gọi là cái chất lượng hiển thị nó không đẹp bằng con 750D này, và cái tốc độ lên nét thì nó cũng có phần là nó dùng con live view cũng chậm hơn. Đấy, tức là nói chung là cái việc mà anh em thay đổi từ một con máy dòng entry level như con 750D mà sang con 6D thì nó sẽ có xuống cái thay đổi về cách sử dụng như vậy. Tuy nhiên đổi lại thì nó sẽ được một cái thân máy là thứ nhất là nó bền bỉ hơn này, thứ hai là có cái hiệu năng chụp ảnh các thứ nó cũng tốt hơn so với con máy crop của mình. Nó cũng có cái thượng pin nó tốt hơn này, và đặc biệt là một con máy full frame để cho anh em là một cái màu ảnh nhìn nó đẹp hơn, nhìn nó đã mắt hơn, nó tuyệt vời hơn, cho cái cảm xúc anh em nó dạt dào, nó dâng trào hơn.